cáo các bác, cô chú chị là vào cái con xanh lá móng này cũng nửa tháng rồi. Nhưng mà hôm nay thì mới lôi ra làm được. Em đang định chia lại cái tay tán với bông rằm của nó. Cái ngọn nó thì chưa được, ngọn nó bị tàn. Thì nó đang bị cháy với cái đoạn cổ kìa. Đấy, còn thân bệ thì nó tạm ổn rồi. Ngày xưa chắc nó trong cái chỗ khác người ta làm lại bệ ấy. Đấy, bây giờ đang tính, vẫn đang là hai tay một ngọn. Và đang ngồi tiếp. Đấy các bạn, khá là cỏ. Bây giờ chia lại cái bông tán này theo cái lối mới. Đấy, cái lá móng cực kỳ đẹp. Lá cây này rất đẹp. Đấy, xanh mướt, nhìn rất là mướt mắt. Đấy, bông rất là đầy. Tuy nhiên là để này thì nó đơn điệu quá, không có cái gì cả nghệ thuật. Đấy, cái chỗ này chắc phải xử lý thêm tí. Chủ cũ cũng khá là biết chơi. Đấy, đây rất là hoành tráng. Đế 24 giờ. Thì bây giờ này, đi một vòng bác xem. Đấy, bông rằm dày chi chít, rất to. Đoạn này bị cháy. Cháy rất nặng, rất là tiếc cái ngọn cái cổ. Đấy, cái chỗ đấy dàn tính có dàn khác. Cái chi một đây thì nó lại đang hơi, tất nhiên nó cũng rất là tốt nhưng mà lại bé hơn cái chi hai kia. Đấy. Đây mặt sau nó. Mặt sau nó có cái lưới nỗi nào này. Ăn gì giúp cá. Thôi. Đấy, như thế. Đấy thì bây giờ điện thoại đang hết pin này, để sạc cái xong rồi tuốt lá xong rồi chia lại ra mình quẩy các bác. Rồi. Báo cáo là vừa vặt xong lá của chi thứ nhất và chi thứ hai các bác. Đấy thì về bonsai mà phong cách hiện đại bây giờ thì phải chơi được cả dăm cả lá các bác, chứ không phải đầy lá là đẹp và đã chuẩn. Thì em cũng chẳng dám nhận là chuyên gia chứ gì, nhưng mà cố gắng làm theo những cái mà mình định hướng và nó cảm thấy ưng mắt nhất thì mình sẽ làm. Đấy, chơi có thể chơi dăm hoặc là chơi bông tán đều được, thì cái này thì phải để lại để nuôi thôi. Nó liền sẹo này hoặc là tính có thể phế cái ngọn này đi thì tính sau, vì nó cũng không phải là đơn giản. Đấy, thì còn cái dăm này. Đấy, vì sao mà nó dày nhục như vậy, lá nó lại xung xuê được như vậy, xanh ngớt, vì là dăm nó rất là dày. Đấy, lá, dòng này lá rất đẹp. Lá rất đẹp. Đấy, cái chi này cũng vậy. Đấy, thì chắc có thể sẽ bị bấm những cái đầu chi thu ngắn lại. Chấp nhận chơi lâu dài tí, cắt giật một tí. Đấy, để lấy những cái chi nó, mặc dù cái đầu này khá là đẹp rồi, nhưng mà có thể sẽ phải cắt đi về những cái khẩu này chơi cho nó. Sau này nếu chơi dăm nhìn nó sẽ rất là thô, ví dụ như vậy, hoặc là cái đoạn này. Đấy, cứ chơi bông tán thì không nhìn thấy được, nhưng chỗ này cũng vậy, mặc dù bông tán rất tròn đầy. Rồi để rút dăm làm thoáng cây cho nó mạch lạc quá nhé. Đấy, Chiến rồi. Thank you.
Tiền đi đâu? Anh ơi nhanh tay lên nhá. Nước reo đi. Đã phá thành gần như là một cái phôi các bạn, gần như là một cái phôi, gần như là một cái phôi.
Đấy, cái chi thứ hai là chi cảnh tạm ổn, chi này thì chưa thua, đang giật lại. Đấy, lệ dễ thì vẫn vậy rồi, cái đục vào cái này. Đục vào một số điểm, ví dụ cái bên này, đục đi này. Xử lý cái chỗ này tí, chỗ này một tí. Đấy, cơ bản nó sẽ không có gì phá cách cho lắm, nó sẽ vẫn nguyên cái form này. Đấy, thế còn cái ngọn này thì chưa làm được, chưa có gì. Rồi coi nhé. Đấy, chi này chia lại. Cho nó côn ngắn lại. Côn ngắn lại. Côn ngắn lại. Đấy. Và cho nó rụt dịp lại ấy này các bác. Còn bên này thì nó đuối hơn chút, đang phải nuôi. Sau phải lấy một cái với cái này. Lúc nãy là tôi cắt hơi vội cái tay này, chứ không mình sẽ nuôi cái tay này. Ra đây. Đó. Nuôi cái tay này ra đây, sau cắt sâu hơn đến đây. Sau bây giờ cứ nuôi đã. Ngọn này thì sau có thể sẽ phế cái ngọn này đi, phế cái ngọn này đi. Cắt phát đây, xong rồi đón cái mầm ở đây. Đón cái mầm ở đây. Nhưng mà cái ngọn này không dùng được, không dùng được. Cách xa quá. Cách xa quá. Cơ bản là bị cháy mất cái chỗ này trên là rất là tiếc, may nó có cái mầm đây. Thì chắc ghép áp với các quay vào đây này. Ngọn này ghép áp vào đây thì không được, bởi vì chỗ này mình cháy rồi. Thì cắt đây đến đây thôi. Cắt thôi. Cắt thôi các. Đấy. Mặt này. Đâu nha. Giờ có khi cắt luôn không? Cắt luôn. Thế này rồi các bác. Nhìn nó. Giờ thì hoàn toàn mình phi phôi rồi. Đấy. Nuôi cái này này. Nuôi cái này. Thì ở đây cũng có thể sẽ lên được mắt này. Nhưng mà chỗ này cơ bản nó cháy rồi. Rất là khó. Đó. Thì sẽ phải nuôi cái này. Cái này thì ổn hơn nhưng mà khó ăn thua. Chỗ này vẫn bị cháy. Nhưng mà cứ để cho lên mạnh nhỉ. Xong cái nào khỏe ôm vào cái này thì sẽ tính tiếp. Mình sẽ có một số cái mắt ở đây. Là mình tỉa đồng loạt nó sẽ lên luôn. Nó sẽ phun luôn cây, nó ăn rất khỏe. Đấy các bác nhé. Hoàn toàn là cái phôi rồi. Hoàn toàn là cái phôi. Và vẫn là dáng cũ thôi. Chưa có biến đổi dáng gì cả. Để sửa lại cho nó vào form thôi. Đó. Và sau này nó sẽ như cái ý muốn của mình. Tay này thì chưa được bình ý. Tay này thì tạm ổn rồi. Đấy. Các bác nhé. Rồi. Xin cảm ơn các bác.